Wow, lạc vào thế giới trứng rồi nè. Rồi hai con ngựa chuẩn bị đi nào. Rồi. Cho ăn đại đi. Nó cắn như vậy. Không có cắn. Nãy mấy anh cho có cắn đâu. Rồi, chúng tôi tự dí à. Rồi. Quá trời căn nhà biệt thự giống nhau luôn nha. Biển đằng kia đẹp quá. Ờ, đứng đây là nhìn thấy biển luôn nè. Biển nó giống như là trong sáng. Tại cái mặt trời chiếu trên biển. À, thấy biển không? Mênh mông luôn. Rồi, hello các bạn. Hello các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ 3 mình ở Phan Thiết. Thì giờ mình sẽ khởi hành về quê. Là quê Tiền Giang. Là mấy đứa con xếp đi về nè. Ôi chú ơi, con muốn nằm ở đây đã lắm chú. Ở cái căn nhà biệt thự này rất là vui luôn, con muốn ở nữa, không muốn về. Được. Bây giờ ở Phan Thiết này có rất nhiều cái để mình quý luyến. Thứ nhất là ở biệt thự đẹp nè, rồi đi chơi tắm biển, đồ cảnh là rất là đẹp luôn. Và mấy đứa muốn ở nữa phải không? Đúng rồi. Rồi, mấy đứa muốn ở nữa thì mấy đứa phải học hành thật giỏi. Phải học giỏi mình mới thực hiện được cái ước mơ mình muốn. Đúng, đúng. Rồi, bây giờ mình khởi hành đi du lịch tiếp. Đi du lịch hả? Yeah. Được. Mình sẽ cả biệt thự rồi mình đi tiếp. Mấy đứa gom đồ đạc cho kỹ nha, để quên cái là không có quay lại được đâu. Rồi bây giờ mình trả biệt thự, mình xuất phát đi du lịch tiếp nha các bạn. 1 hour later. Wow, mình đang ở đâu mà có cái dòng xoay lớn như vậy chú? Đúng rồi. À, mình đang ở là Bikini Beach Phan Thiết. Wow, rộng quá mà đẹp nữa, dưới kia có biển đó kìa. Dạ. Yeah. Thì mãn luôn. Mấy đứa thấy cái hình gì không? Cái gì nãng kìa. Trong team mình ai giỏi tiếng Anh nhất? Em không biết. Anh biết. Wow. Vậy tôi hỏi ông là Bikini Beach là cái gì? Bikini Beach á là baby kai chi này này. Baby Beach là Bikini Beach á. Dạ vậy? Vậy thôi mấy anh không biết nữa. Bikini Beach á là bãi biển áo tắm hai mảnh. Đúng đúng. Hàng gì á, em thấy mấy con ma đơ canh nó đằng đặng á, bận áo tắm hai mảnh không à. Ủa vậy là bãi biển này mà mình phải tắm bằng hai mảnh mới được hả? Đâu phải đâu, tại cái tên nó vậy thôi, em muốn mặc vậy mà. Ồ, đây mình đã tới được bãi biển Bikini Beach rồi. Quá trời đẹp luôn. Còn đây cái anh gì trượt dáng. Dạ thì các bạn đã hiểu tại sao ở đây gọi là bãi biển Bikini Beach rồi chứ vậy. Đó là bận thay đồ hai mảnh thôi mà. Trời ơi, cái đùi gà gì đâu mà bự như vậy. Ăn 3 năm mới hết quá. Cái đùi gà, ồ đau tại quá. Cái này chơi còn trượt đã nè mấy anh. Công nhận biển Phan Thiết ở đây sóng thì đánh nhiều mà đẹp quá các bạn ơi, mà mát nữa. Thì team mình đang chơi trò vẽ tinh cát. Ôi, chơi vậy đẹp dữ ta. Chắc chi trời dữ mà. Âu, vẽ đẹp thiệt chứ. Chắc két, vẽ đẹp đó. Bây giờ mình tới vùng đất xiếc rồi các bạn ơi. Wow. Vùng xây khổng lồ luôn. Đây nè, Welcome Circuit Plan là vùng đất xiếc nha. Ở Phan Thiết. Rồi bây giờ mình vô cổng thôi. Ở đây có vòng bự nè. Rồi những cái trò xiếc nhỏ nè, quá trời luôn nè. Ủa sao người ta đóng cửa nè? Mở cửa từ 1 giờ chiều tới 20 giờ. Rồi. Mà bây giờ là 10 giờ 35. Rồi vậy là mình không chơi được rồi. Trời ơi tiếc quá à, phải được chơi cái vòng đó. Thôi mấy đứa đừng có tiếc, bây giờ mình sẽ đi một địa điểm này cũng tương đối là nổi tiếng luôn á. Ừ, địa điểm này rất là thú vị luôn. Thôi đi mấy đứa ơi. Rồi trên đường về thì mình ghé ăn cơm. Ai muốn ăn cơm gì kêu nha. 2 hours later. Rồi chào các bạn nha, mình đã tới một khu vui chơi, đó là khu nước đóng Bình Châu. Này là phải đo vé nè. Các bạn kiếm mỏ không dịch? Các bạn mỏ hả? Có một Minh vậy? Minh này có 1m1 nè, 1m2. Trời ơi. Rồi, Minh này khỏi tốn tiền. Lùng như vậy. Mình mua vé này là 220 một người. Rồi mình đang đứng chỗ nào Vinh? Con không biết nè. Chắc đang đứng đây luôn. À, mình đang đứng ở đây nè. Rồi mình đi thẳng lên. Thẳng lên kia rồi mình quẹo phải vô. Mình đi tới đây thì mình thấy có cái bảng hướng dẫn là đi vô công viên rừng nè. Rồi khu lục trứng 82 độ. Mà đi vô tổng khoảng 500 mét mới tới. Nên là mình quyết định là thuê xe điện nha. Con nước nóng hay công viên đây mấy đứa? Dạ. Con nước nóng chi? Con nước nóng trước rồi chưa công viên. Rồi đi con nước nóng trước bác Tài ơi. Trứng chín ngược và trứng ủ bùng mai rơ. Wow, trứng khủng long nè anh em ăn đi. Đâu phải đâu, trứng này là trứng đá đó. Ủa nãy anh thấy trứng chín gì mà. Đâu phải, cái đó là người ta chỉ về hướng này nè. Đúng rồi. Rồi mà con luộc ăn chắc gãi răng luôn. Để trứng cái trứng khủng long thời tiền sử cũng chưa bự bằng vậy nữa mà anh ơi. Mà người ta điêu khắc tròn này cũng hay ha. Đẹp y chang. Rồi thôi mình vô khu luộc trứng 82 độ đi. Ôi, có khu ngâm trứng nữa kìa nè. Ê, người ta ngâm trứng mà vô tắm luôn. Ừ, để coi nước này có nóng gì không. Khu này là đường ấn huyệt bàn chân nè, là dành cho ngâm chân.
Ừ, nó ấm ấm, cái này ấm ấm khoảng chắc 37 độ á. Ở đây cái ai chân mà thui á, thui mà thui quắc thui quơ á, thử ngâm ở dưới xuống nước nóng này đi, bảo đảm hết thôi chân liền luôn. Thiệt không, thiệt không? Được, thiệt, thiệt, thiệt. Thôi ok, thôi sao con nhận ấm thiệt á. Bây giờ nếu mà tôi mà bước lên á, mà cái giò tôi không còn thúi á, thì tôi sẽ đưa ông tầy. Mà nếu mà tôi thúi á, thì tôi sẽ lỡ ông. Ok, được luôn. Nước coi này cô thấy ấm ấm hả tụi con? Mà mình ngâm cái cảm giác nó thấm vô cái chân mình, nó đã gì đâu á. Lên đi, đây rồi được nè. Ôi mình ở đây ấn nguyệt chân rồi, có ấn nguyệt tay được không? Được á em cứ bỏ đại xuống luôn đi. Ok. Quá. Hai em có nhức đầu không? Có. Em không nhức. Em không nhức hả? Ông có không? Có, tôi lâu lâu lòng tôi bị à. À, nhức đầu hả? Ê, ông làm gì vậy? À, tôi thấy ông nhức đầu á, tôi ngâm xuống đây cho nó xả stress của ông, cho ông không nhức đầu nữa đó. Thì không, vậy ông cũng nhức đầu cái gì nè, đúng không? Tôi không có nhức đầu. Có. Ông không nhức đầu nữa đó. Ê, ông cũng nhức đầu nữa. Thôi. Cái chân anh thu hút mà anh giống như đây. Bây giờ anh lấy cái đầu anh chụp tay thâu gần luôn. Không sao đâu em, miễn sao là hết nhức đầu là ok rồi. Hèn gì nãy giờ cái lỗ mũi tôi nghe mùi thuốc quá à. Công nhận cái hồ nước này hen gì chứ, nãy giờ ngâm đầu giờ riêng nó hết nhức đầu luôn rồi. Hết nhức đầu thôi đi mấy đứa ơi. Đừng hoài, hồ nó chuyển qua nhức đầu giờ nè. Ở đây có chỗ nghỉ mát cho du khách ăn uống nghỉ trưa rồi. Quả trứng siêu to hơn nãy kìa mấy đứa. Wow, lạc vào thế giới trứng rồi nè. Trứng này là hơi trứng khủng long luôn rồi. Trứng này nó bị khoét ở chính giữa, lấy làm đỏ làm trắng cả hết. Trứng này hả? Không khoét đâu á. Rồi trứng này là trứng gì mà anh? Không biết rồi. Trứng không có không ạ? Nóng không, nóng không? Nóng không. Ừ, nước rồi nè, chuẩn bị nở rồi đó. Ừ, trứng này nước rồi. Này gần nở ra con rồi đó. Cô ông luôn á. Đâu đâu? Cái này ở dưới đây nó nóng nổi rồi. Nóng rồi. Nóng lại này do nắng á, mang dép vô đi. Bao. Ôi bất thối luôn nè. Thơm thơm một trứng á. Ừ nó có không phải thơm một trứng mà nó có vẻ cái mùi có mùi bùng khoáng á. Nè. 71 độ C. 71. 25 phút. Vậy là mỗi cái nó có cái độ C với phút khác nhau. Đúng rồi, mỗi trứng là nó có nhiệt độ khác nhau nè. Cái này 71 độ C, ngâm trứng trong vòng 25 phút mới chín. 73 độ C 22 phút. À bên đây hả? À có cái vỏ người ta đang ngâm trứng nè. Bên đây là 73 độ C 22 phút. Giờ mình kiếm coi cái vỏ trứng nào mà nó nhiệt độ nó cao nhất, ngâm trứng cho nó mau chín. Bao nhiêu? 75 độ C nè. 20 phút. 75 độ hả? Đúng rồi. 20 hả? 20 phút à. Rồi kiếm 82 độ kìa. Đâu đâu? 82 độ. Rồi đúng rồi đây nè. Vô đây là nó mau hơn nè. Còn bên đây. Rồi này nó có dữ hơn đúng rồi. Ê, từ từ để con 82 độ. 32 độ. Người ta lấy cái gì vậy? Nóng rồi. Ủa, cái này bốc khói lên dữ dằn vậy. Giờ thì mình sẽ lại hỏi một trứng rồi luộc nha các bạn. Cái này trứng mình bán chục hay sao? Dạ, một vỏ 10 quả 140. Rồi trong vỏ trứng này là 10 quả nè. Giờ Vinh ra trải nghiệm nhúng hồ nào mà Thinh Vinh thích thôi. 82 độ C. 82 luôn hả? Rồi bây giờ mình lại cái quả trứng 82 độ Vinh ngâm vô nha Vinh. Đây quả trứng 82 độ nè. Rồi Vinh ngâm vô, phan trước khi ngâm, phan từ từ. Mình có điện thoại không Minh? Có. Xuống nha. Được không? Rồi bấm 82 độ 12 phút nè, coi đúng không nha. Rồi đó, đang chạy máy nha. Nước này tính ra cũng rất là nóng luôn, nó sôi tim. Còn ở giữa này là chắc là cái ống nước nóng nè. Từ trong lòng đất đi lên. Em nghi 12 phút trứng nó chưa chín mà em chín luôn hả mấy anh? Ồ, ở đây nóng rồi, thôi mình vô mát ngồi đợi đi. Ừ. Mấy cái nhiệt độ đây thấp quá nên người ta không có ngâm, đa số lại cái khu 82 độ ngâm cho mau chín. Xong cho mình 12 phút chưa, tôi đói bụng quá rồi. Cái nè, 11 phút mấy rồi nè. 58, 59, 12 phút. Rồi, gọi đi, 12 phút đi này nè em ơi. Cây này đánh dấu bông hoa nha. Đây rồi, của mình đây rồi. Rồi. Đúng 12 phút. Ôi, soi khó bốc luôn nè. Tao đi vô mát đi. Rồi, để chú lấy ra cho. Để ra đi. Ôi, cũng nóng nha. Nóng á. Rồi, thử một trứng trước đi. Coi nó chín chưa rồi mình đập tiếp, nếu không chín mình ngâm nữa chứ. Ôi, dạ. Chín cái gì? Lòng đào. Lòng đào. Lòng đào hả? Đó. Trời ơi, lòng đào hấp là ngon quá. Trời ơi, lòng đào. Lòng đào này mà. Còn vậy là 12 phút mới lòng đào thôi. Nhưng mà vậy là ngon lắm luôn á. Rồi con này là ai khoái ăn lòng đào là đúng bài luôn nè. Con khoái. Rồi, bây giờ là ai thích ăn lòng đào thì ăn nó bây giờ luôn. Ok, ăn bây giờ. Còn ai muốn ăn chín thì phải ngâm thêm nữa nha. Nhưng mà lòng đào là lòng đào nó đúng mức lòng đào không hay là nó lỏng le luôn ta? Phải mở ra coi để ngộ chút đi. Để ngộ chút đi. Đúng rồi. Trời ơi, ngon vậy ngon nè.
Rồi vậy là đúng chuẩn lòng đào. Cái tầm đỏ nó vừa kẹo kẹo nhẹ nè. Wow. Rồi bây giờ mình đổ muối tiêu ra, mình ăn trứng lòng đào ngâm với nước nóng tự nhiên coi có ngon hơn so với nấu nước nóng ở nhà không? Thì ở trong team mình là ai cũng muốn ăn lòng đào hết nên không có đi nấu nữa nha. Rồi, rồi. Mình chỉ anh em cách ăn trứng lòng đào nha. Đầu tiên thì rắc muối lên. Rồi sao nữa? Xong rồi tại trứng đang nóng nên anh em hãy kê cái mỏ vô và hút một cái rọt là cũng tự động chạy lên miệng anh em à. Rồi, rồi. Nóng vậy ăn mới ngon thôi. Có khác gì so với trứng luộc nước nhà không? Cũng không khác gì hết trơn các bạn ơi. Nhưng mà có một cái là ăn chỗ này nó lạ hơn cái nhà. Mà thú vị có một điều là mình bỏ vô nước nóng tự nhiên mà chín trứng đó con. Rồi giây phút hồi hộp nhất là cái chồng đỏ nè. Mình ăn thử coi nó làm sao Minh. Để cạp ra thử coi. Ôi nó làm sao Minh? Nó nóng nhưng mà nó béo. Đúng rồi nó béo. Nhưng mà chú thấy là lòng đào này còn dẻo dẻo nè, tức là nó đúng chuẩn rồi đó. Rất là ngon. Ngon quá. Cái nhiệt độ với thời gian đó là đúng bài đó. Đúng rồi. Bởi người ta cũng đã nghiên cứu trước rồi. Giang ăn ngon không Giang? Ngon, béo lắm luôn. Ở đây không có đậu chấm, mình rắc lên đây luôn hấp cho nó đã. Ai xin mời các bạn nha. Rồi Vinh nãy giờ chưa lột xong nữa. Đậu Vinh quá. Ở đó hấp được rồi đó con. Đợi ngồi ngồi ăn thôi. Béo mậy luôn các bạn ơi, rất là ngon luôn. Nói chung cảm giác trứng này là giống như trứng ở nhà mình thôi. Không có gì lạ hết. Mình ăn trứng xong rồi thôi, bây giờ mình đi qua khu công viên đi. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe điện qua bên khu công viên nha. Trời ơi, mát quá. Ngồi ngay cái chỗ quay rồi tới chỗ rồi. Cái cổng chờ đón mình là hai con hươu cao cổ bằng tượng đá. Hello. Hươu cao cổ mà chào lại con là mẹ bỏ chạy luôn á Vinh. Hello. Ở đây có cho thuê xe đạp nhưng mà mình đi bộ trải nghiệm luôn. Ủa trái này cái gì lạ ta? Ủa trái bầu giống trái su à. Hãy coi bản đồ nè, cái ngựa là bên trái nè, cánh đồng hoa, câu cá sấu, nhà vệ sinh. Giờ mấy đứa muốn cưỡi ngựa đi câu cá sấu trước. Câu cá sấu, cưỡi ngựa rồi cưỡi ngựa bên đây. Mình đi tới đây mình thấy cái bảng chỉ dẫn lối vào đường hầm này, có ai dám đi không? Rồi ai cũng dám luôn hả? Thôi mình vô khám phá thử rồi cho các bạn xem là trong đường hầm này có gì. Trong đây là có một cái đồi này, rồi có một cái lối đi vô. Ôi tội ghế vậy. Đi trước dẫn đường nha. Bây giờ có ai hôm ta nói là quen xét không có ra hả? À bên đây mình thấy ánh sáng nè. Ô vậy là cái con ngủ mà cái là cái hầm gì trời, tưởng đâu có gì thú vị chứ. Ủa gì vậy? Tung với lại mình đâu rồi? Ủa hai thanh niên đâu rồi? Tao đi vô chỗ rồi. Tao đi vô kiếm thôi. Sắp tự nhiên có đường một mà sao lại đường được? Mọi người ơi, mọi người hai người. Sắp tự nhiên vừa đi hết tay. Hai thanh niên đang làm gì vậy? À lâu ngày chưa tập thể dục nên con uống dẻo mà. Trời ơi. Mệt hồn. Ô gặp ngựa nè. Vinh lên cãi không? Dạ thôi sợ lắm. Dạ. Sợ chạy nhanh té nè. Minh làm gì Minh? Dạ mình tính nó quăng lên coi nó cắn nó dế mà trả lại con hơn. Rồi. Ô một câu quá trời luôn nè. Wow. Vàng ơi hãy gớt tay bà để bà ngắm bà không ăn. Ôi trời ơi. Mới gì nói xong vàng rớt rồi Minh. Đâu đâu? Trứng một câu. Ủa sao nó dễ hiểu chú? Rồi trứng này nó bị rồi bị ung rồi. Ta đập ra rồi. Đập ra rồi, nó ung rồi. Đây đập đi. Nó đỏ xanh nó đen thui vậy là hư rồi. Ê đừng lấy dép, nó hôi dép. Lấy cục đá nè. Đập vô cục đá. Rồi đập vô cục đá đi. Trứng này bị ung rồi đó. Ờ hay chưa? Nó hổ. Cái này thui luôn kìa. Hôi nó xích xích ra nha tụi con. Tại vì nó ỉ ỉ trên đầu mình á. Nó đen quá trời hư luôn kìa. Đúng rồi. Ủa nó đen không có ngựa. Hồi này. Thì cái đầu nó giống con lạc đà thôi. Mèo 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 mèo. Đâu phải mèo đâu kìa. Rồi chừng nha. Rồi chừng nó tóc của ta em á. Con này luôn hả? Rồi con này cái sừng gạt nó hết hồn luôn nha. Ồ. Nè. Có gâu luôn rồi. Để ông lại cho cháu xem kỹ hơn nè. Nó lỡ nè. Chào ai nha. Chào ai. Con này con ăn nè anh em. Con này đầu đạn nó lỡ nè. Chào ai. Con hiểu rồi, con nghĩ là mấy con có sừng là con đực. Đúng rồi, con đực sừng là con cái. Đúng rồi, nó có sừng dài như vậy là nó sống lâu lắm rồi đó. Ăn không? Dài thì biết mình cho ăn á. Mấy tuổi rồi, nó chạy nghe chơi. Cái này hươu sao nè, còn con kia giống con tường lộc á. Hai cái sừng của hươu gà anh. Rồi, nó làm sao Trung? Cứng hả, có lông, thấy cái lông kìa, có nhám không? Ê, con chừng chết sừng lộc luôn á. Rồi, trời ơi, con này nó còn dữ luôn á.
lần đầu tiên gọi cái sừng của ông nai, nó cảm giác nó lạ lạ các bạn ơi, nhắm nhắm. Nó có nhung nhung gai gai ha. Đúng rồi, giống như là mấy con sâu vậy đó. Ừ, nó mềm mềm mà, đâu có gai đâu. Lông lông mịn mà. Ừ, có lông mà, nói chung là gờ vô mịn nè. Nhưng mà mình cảm giác nó lạ lạ, giống như rồi trúng con sâu vậy đó. Cái này là cái sừng người ta cưa nè, nó dài quá người ta cưa bởi mọc ra sừng mới á. À, ở đây mình phát hiện được con đà điểu nè. Con đà điểu. Nó cao hơn mạnh không? Đâu? Đâu cao hơn đâu. Không dám rồi, không dám. Coi như là nó cũng bằng mạnh luôn, con này chắc cao khoảng 1m7 mấy à. 1, 2, 3, dập. Nó đang chạy ngựa luôn kìa. Đau quá, bển coi. Con ngựa này là giống ngựa Bonnie, là loại ngựa lùn. Nhìn nó đẹp quá mấy đứa. Ê vô, vô cận cảnh nó ngựa không? Thằng kia vô được á. Đâu đi là đặng đi. Được, ta cho tham quan mà. Rồi đây là một trang trại ngựa nha. Trời ơi, ngựa nó đẹp. Không, ta cột dây rồi, đừng đi lại gần quá nha. Có chứ, trời ơi, ngựa nó búng như thường mà. Trời ơi, ngựa này đẹp quá nè, màu màu nâu rồi đốm trắng. Wow, mày là con ngựa sữa. Ê, 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 ê. Nó thấy mình nó rõ hình có cái dây cột lại đó. Ba ơi, ở cái bà vua đây. Bạch mẹ. Bạch mẹ. Bạch mẹ. Vua, vua mà sao sợ dữ vậy? Lại 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 nó. Đây, hả? Ơ, chừng ở đá. Nè, 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 nè. Ê, bên kia nó ngồi bò sữa kìa. Ê, 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 ê. Có dây rồi, nó căng hết dây lại, nó ra hết được à. Ở đây, đó, hỏi ngựa này hiền mà. Ngựa này dễ thương lắm nha. Nó hiền nè. Wow. Hello. Mình là thừa chú á. Rồi, chào bạn nha. Ngựa này hiền lắm anh em ơi. Đỏ. Lần đầu tiên trong đời được rờ tận tay ngựa nha. Anh chị nè, em trồng cái lô mũi á. Trời ơi, tóc của ngựa đẹp quá vậy, hết bao nhiêu tiền mà đẹp quá vậy ngựa. Ngựa này hiền quá. Rồi thôi bye bye nha, qua con khác. Bye bye. Wow, con ngựa này con ngựa đen nè mấy đứa ơi. Ngựa này chất dữ lắm á. Bây giờ có ai dám rời con ngựa này không? Chú hỏi chú mà. Nữa chú nữa. Rồi quay cho chú đi. Chú có gọi đằng sau nha, nó đá. Chú là người thí nghiệm. Con ngựa này là chính hãng. Ở ngựa này cũng hiền nè mấy đứa ơi. Nhưng mà chú đi sao á? Nó mắc đuôi chú kìa. Chú thần phục nó rồi. Chào nha. Cái đi. Con ngựa này nó không cho rờ anh em ơi. Thôi mấy đứa không cho rờ được đâu, nó không cho rờ. Ê con ngựa này nó lên, nó mới là con ngựa chính hãng không à. Ờ, con ngựa này nó nhìn nó ngầu quá nè. Trời ơi, quá ngầu luôn. Con ngựa là có phải con này. Ừ. Con này nhìn lực quá à. Để ba thùng phục nó coi. Ủa mà sao con ngựa này dán nó bóc như ta. Với lại nó bự nữa. Quá con ngựa này hiền nè mấy đứa ơi. Mắt nó hiền nha. Ơi, nó cười, nó cười. Ôi, nó cắn. Nó rờ chút xíu đi mà. Thôi nó tóm lại là mấy đứa đừng lại gần. Mấy con ngựa này nó nhiều khi thấy lạ. Nhưng mà người ta đã thần phục rồi, nó cho cởi mà. Nếu mà ngựa mà giữ là mình đứng đây là nó sẽ hút mình, nguy hiểm lắm. Đây là chuồng ngựa nè, người ta nhốt ngựa trong đây. Ủa này yên cởi nè đúng không anh em? À, đúng rồi, cái yên ngựa để cởi nè. Ủa, nhìn ngủ à. Ủa sao tự nhiên nó nhô ra khúc này kịp ta? Anh cho mình cầm ra nè, mình không té nè. Chuồng ngựa này cũng sạch sẽ quá ha. À, ngựa này cũng đốm đen, à đốm nâu nữa nè. Con nghĩ là con này nó già rồi á. Ừ, nó già bởi nó đứng nổi. Rồi rồi Minh, ừ rồi. Minh rời tay luôn đi. Con này đang nằm rồi, nó không có đứng dậy, nó không có giữ đâu. Mình lại bắt tay đi Minh. Ôi, ôi. Con đừng làm khoảng hốt. Con vuốt ve nó nhẹ tay là nó im mà. Đó. À nó nhộp cái gì á. Không, ngựa đây người ta thần phục hết rồi. Nè, có miếng nè. Ừ, cho ngựa ăn đi. Đó nó ăn kìa. Rồi. Ngựa này cũng đẹp dữ lắm nha. Qua cho ngựa này nó khoái ăn cỏ này là cỏ tây long. Ngựa này ăn nghe giòn quá. Ừ. Anh ăn thử hả? Ở đây thì ngựa nào cũng hiền hết, nhưng mà con này là mình thấy hiền nhất luôn nè, nó cho vuốt nè. Nhìn mắt xuống hiền quá ha. Ừ, lông nó trắng, trời nó trắng như tuyết luôn nè. Đó, mịn nữa. Với lại con ngựa già đằng kia cũng cho vuốt nữa. Wow. Già đằng kia thấy không ăn. Ăn đi, sống ăn. Loại ngựa này, loại ngựa chiên cởi nè, bởi nó to con lắm. Sao con đó nó cứ nằm hoài á. Ồ, quý cái xe ngựa nè, ơi Vinh, lên Vinh. Rồi lên xe ngựa đi tụi con, ngựa chở đi. Lâu lắm rồi mới lên được xe ngựa. Lên nha. Thôi con cũng lên xe ngựa đâu, không quen đi xe ngựa. Thôi vậy để. Ê à. Dạ, lâu lắm rồi chưa được lên, thằng nào xe kỳ vậy.
Rồi hai con ngựa chuẩn bị đi nào. Đây, đây. Đi 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 tiếp luôn. Tôi là ngựa chạy bằng cơm chứ không phải chạy bằng cỏ, mệt quá ông ơi. Thì ở trong khu rừng này thì mình thấy là có mấy loại thú như vậy thôi. Bên khu câu cá sấu thì đó mình câu rồi cũng không có gì hay. Giờ mình sẽ qua bên địa điểm khác là bên đồi cù nha. Wow. Ủa vậy lát nữa có cưỡi cù không chú? Không, chỉ được xem cù thôi. Sợ cù được thôi. Cái này là lần đầu tiên con thấy con cù luôn á. Không, hồi đó giờ con thấy trên TV thôi, nay con trải nghiệm coi ngoài thực tế con cù nó như thế nào mới đó. 1 hour later. Mình đã tới đồi cù rồi. Ồ, quét rồi. Ở này con cù nâu. Cù nâu dính gì xinh xắn. Rồi cho anh quay dính kìa. Đâu? Ở dính ấm cù hả dính? Con ôm nó không chạy hả? Không, nó hiền lắm. Rồi cù dễ thương quá à. Gà vô lông nó mềm mềm. Con này nó một cái rúng đó nè. Thường quá ha. Nó bị gì vậy? Nó mới đẻ nè. Con cù này mới đẻ bởi còn cái rúng nè. Ôi con nhỏ mà đẻ hả? Không, thì nó mới đẻ ra chứ không phải nó đẻ. À mấy cù lông dài coi. Wow. Mình rờ vô thấy nó mịn đã lắm. Mà rờ mất ở trong cái thân hình nó thấy ấm lắm nha. Wow. Con này là trời lạnh không sợ lạnh luôn á chú. Đúng rồi, mấy cái áo lông cù mắc tiền lắm á. Cù là cái từ lông con cù này đó. Đúng rồi, người ta cắt lông cù ra rồi người ta về người ta sấy chế biến lại. Mình nè. Cù này đang có bầu nè, bụng bự chà bá luôn. Đây cũng rất là nhiều du khách đi tham quan nha. Cho cho. Anh bị ngáo đá hả? Xuống giùm em đi, gãy lưng em rồi nè. Có bán không chú? Dạ, cho anh, cảm ơn chú nhiều. Dạ, rồi nè. Nè nè nè, đủ dưới đây đủ rồi. Dạ, yeah, cảm ơn. Nè Vinh, chú cho miếng bắp nè. Con cho ăn cho cụ, hẹn người ta cho miễn phí nha. Ừ. Nè nè, em để cho cụ ăn đi. Đưa luôn hả? Không, đưa vô, đưa vô miệng này nè. Đây con cho nó ăn. Ừ. Đó, ổn ăn một cái hết luôn hả? Hello, cho lần mấy hộp thôi, em cho con khác ăn nữa. Ổn dành ăn nè. Mình không? Không, nó ăn nhẹ nhẹ ngoài, con trải nghiệm đi. Nên là sợ nó cắn. Thì thử đi con ăn không? Nè ba cho nè. Mà con giữ đi, con giữ cho ba bớt đi, ba nó ăn lần cái hết nè. Rồi, chim nó cùi dưới à. Nè nè mạnh mạnh. Nè chú chia cho nè, cho lận miếng thôi, chia ra. Ừ. Ê, đừng ăn. Nè nè nè, ăn đi. Con để xuống, đừng có đẩy rải xuống đất, con cứ cầm trên tay á. Cầm trên tay cho nè. Ăn được luôn hả? Ừ, đó. Thấy không? Rồi một hộp ha. Ai ai. Ồ. Nhậu quá. Nhậu không? Cắn vô tay. Nó có cắn không mạnh? Không. Không, nó lấy cái môi nó liếm liếm à, lấy cái lưỡi nó liếm liếm à. Rồi đó, mạnh trải nghiệm nè. Con cho cụ con nó ăn. Ờ, để cho cụ con đi. Cái cụ này béo quá. Ôi nó đã. Đã hết luôn. Đi nha. Dưới nữa. Mạnh bị cụ tấn công rồi. Rồi, cụ bao dây mạnh rồi. Rồi, con hụt nè. Mấy mạnh là trái quá. Con hụt được không? Quá cái cụ nó đi đeo nè. Đồ mấy cụ đi đeo. Mình cho ăn là nó lợi mình nè. Mình tối ngày đè đầu cái cụ ấy mới. Dạ, có đâu cho nó ăn nó xong hùng phục rồi luôn nè hả cụ. Dẫn nó về luôn đi. Đi, dạ. Em phát hiện cái này không phải dơ ra đâu. Sao biết được hả? Nó dính ba cái mắt ké trên cái lông nó nè. À, mấy hộp cái ké. Đúng rồi. Đâu mẹ hứa cho nó. Nhậu không? Nhậu. Cho con cục đi. Cho là hai hộp thôi, đừng mình trải nghiệm cho từng con. Từ từ nha, đừng cắn tay mình nha mấy bạn. Ừ, đó. Nhậu không, nhậu không? Mà có chuyện, mất miếng cù không dính tay mình các bạn ơi. Để lát mình rỡ. Lâu lâu mình cũng có dịp đi, mình trải nghiệm chứ không có gặp được một đàn cù đông như vậy đâu. Rồi rớt xuống cái lụm nè. Hả trời. Hả? Cù non nó ăn không? Ờ cho con cụ con nó ăn, chắc nó còn bú quá ăn được không? Ăn luôn. Con này lớn hơn mấy con nhỏ rồi. À con này nó mất dây rốn rồi, con này chắc sinh được tuần lễ rồi quá. Ê, sợ lắm. Cho ăn đại đi. Nó cắn như tay. Không có cắn, nãy mấy anh cho có cắn đâu. Trời Vinh sợ Vinh. Vinh chạy rồi. Bạn gái bu được về cũng đỡ mà, không phải các bạn ơi, đây là cù luôn. Sợ cù hả Vinh? À, chiến mã, ở đoạn chiến cù. Sao con không dám cởi ngựa mà dám cởi cù? Tại vì con cù nó hiền hơn con ngựa. Ngựa nó đá con cái giật. Chú
Trời ơi, nó nhả ngựa, nhả cù. Hả, con nói vậy? Cái con này mình cho nó ăn cái kiểu này nè, nó cạp cạp cái tay mình nè. Cho nó ăn con này ơi. Ê, cho con này ăn rồi. Thường thường là loại con có một hàm à. Tao đi coi nó mới hàm. Ra coi đi cho nó ăn nè. À, nó có một hàm dưới à. Thằng chi nó cạp không có đau. Bởi vì là ăn tỏi nó có một hàm à. Rồi, chuyến đi du lịch Phan Thiết Mũi Né của mình 3 ngày 2 đêm đến đây là kết thúc. Thì hôm nay là ngày thứ 3 mình đi về. Mà trên đường về của mình thì mình ghé là ở khu du lịch suối nước nóng Bình Châu và đồi Cù. Cảm giác của mấy đứa như thế nào nè? Dạ rất là vui. Sẽ được sẽ chết trước khi đi học lại học kỳ 2. Rồi. Rồi thấy được gì mới lạ nữa nè? Dạ con cù, lần đầu tiên con được thấy con cù. Đúng không? Điên chiến Phan Thiết này cũng thấy là uống nước biển là nhiều nhưng mà không sao. Cũng ok rồi. Không giống tôi á. Rồi video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho một like đăng ký kênh, chia sẻ trên Facebook cho nhiều người khác cùng biết để mình có động lực làm nhiều video đi du lịch như vậy cho các bạn xem đó nha. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Hello, hello, do you remember me? I'm the one that broke your heart.